Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cho chị Siro vào chơi với các em một chút, quay đoạn video để cho mọi người có thể mình tưởng tượng ra được là cái đàn trombone này sau lớn lên nó sẽ có hình dạng như thế nào. Siro vào đây. Siro. Ok. Siro chơi với các em đi. Cho thằng máy quay xuống nha. Ok. Mi cũng muốn vào hả? Nào, chúng ta làm hết ra các này để chúng ta nút gió. Rồi, Siro chăm em đi nè. Cho nó ngồi hết lên đùi anh cho Siro chăm. Nè. Cho Siro chăm em. Nè. Và bú chị Siro đi. Cho chị Siro có tí tí nào không? Siro nằm ra cho em bú đi xem nào. Siro nằm ra. Nằm nào. Nằm ra cho em nó bú. Nào. Tí nữa nó bú rồi tí nữa nó chê. Nào. Siro nằm ra cho em bú đi. Siro, Siro chạy đâu hả Siro ơi? Nào. Thế Siro ra đây, Siro ngồi đây đi. Chơi với em này. Chơi đi. Chơi cùng em đi. Và tránh cái mông ra khỏi cái chỗ máy quay của anh. Ra chơi cùng em đi. Được rồi. Em đang nằm hết ở đây mà. Thế Siro nằm xuống đi. Ra bên này nhé, cho Siro nào. Siro đừng có đẩy cái ấy, bất cái ấy của anh. Siro nằm ra. Rồi, nhá. Muốn chăm em thì phải cho em ti. Đây. Nào nằm xuống. Muốn chăm em phải cho em ti. Muốn cho em ti được lần sau đừng có phi vào đây. Nào. Xem là nó có quan tâm đến ti của Siro không? Khả năng nó sẽ không quan tâm city của Siro. Siro ngoan nè, vẫn chăm em phải để cho em nó ti. Nè, làm yên. Không có sướng được, không có sướng để cho nó ti. Nè, làm ra nè. Đúng rồi, đấy. Làm yên để cho em nó ti là xem nó có thèm ti không. Nó có quan tâm đến chị Siro không? Đi đi. Đi đi. Đi chị Siro đi, nó người không có mùi sữa nó không cần quan tâm nó. Làm yên thế nào xem nó có ti không. Nó không thấy chị Siro có sữa nó không quan tâm rồi. Nó đâu chẳng quan tâm chị Siro sữa của chị Siro đâu. À cũng mút. Úi giời, úi giời, con nào đấy. Mút đi, mút mạnh mà may ra có sữa đấy. Ông bà đi đúng rồi. Đây có ti không? Có thứ nào ti chị Siro thì ti đi. Siro buồn rồi. Ti chị Siro làm chị Siro buồn rồi. Kia, sổ Siro ngoan quá, Siro đảm đang quá. Siro đảm đang quá, sổ Siro chăm em, Siro chăm ti. Chị chỗ làm sao để thấy em nó nằm rộng. Chị Siro là đến hôm nay là 13 tháng. Chị Siro đẻ tháng 4. À đâu, 14 tháng rồi. À chưa được, 13 tháng thôi. Úi giời ơi, đi của Siro ướt nhẹp rồi. Thế Siro cho chúng nó ti một tí này chúng nó cũng no rồi đấy. Siro ạ. Nó ti Siro một tí này chúng nó cũng no này, chúng nó nằm hết rồi này. Đùa Siro rất là chiều em. Và muốn chăm. Muốn chăm các em từ lúc bé luôn. Chứ không phải là đến bây giờ. Và rất là sốt ruột.
nghe thấy có mấy em mà đứa nào mà nó ý kiến như cò gì đấy là nghe chừng rất là sốt ruột. Đây, lại ra cho con này nó tì rồi đây. Đây là con nó đang tì đấy. Em có đái ra người anh buộc siro chặn nhé, kích thích nó tè nhưng mà lại không chịu kích thích nó tè nhưng mà chưa biết cách là như chăm như mẹ, là kích thích nó tè rồi liếm luôn, nhưng mà đây là siro chỉ kích thích cho tè ra thôi, còn cách tè là đúng thế nào thì thế là mệt nhá. Chị Siro liếm là mệt lắm nhỉ. Chị Siro liếm mệt lắm đi. Thôi được rồi. Yeah, nhẹ nhàng, tập nhẹ nhàng, đừng có không có bất kỳ hành động gì mà không để ý cả. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng, sau này chúng ta chăm con là con nó còn bé và chúng ta mạnh thì làm sao, đè vào con thì làm sao. Rồi Siro ngồi đây đi, ngồi xuống, làm sao nằm đổ cái hộp của anh à. Cái hộp này của anh thế nào, nó phá cái tường này, anh đang phải để cái hộp che cái tường xấu như thế. Rồi cho ngó Siro chăm em đi. Mày quá, tí nữa thì lộ. Tí nữa thì lộ hết cả bánh kẹo. Mày lắm. Ok. Rồi ngồi ra đây. Ngồi đây chơi tí nào. Nóng hả? Chỗ Siro hả? Đây khuôn mặt từ đỏ nào. Siro là chị em cùng đà, cùng bố mẹ. Đây này, xem là Siro là ngày bé giống nhất, là Siro giống thế nào. Đây là bản sao của Siro đây này. Bản sao của Siro ngày bé là Siro như này này. Siro thì có cái video cũng mới đẻ và cũng ở cái tầm này. Mọi người có thể xem lại video của Siro lúc bé, từ lúc nhỏ luôn. Hai đứa này lớn lên đều sẽ giống chị Siro nha. Úi giời đấy, đè ra đây bảo ngay mà gần hết cả lưng con kia rồi, đẩy cho các em nó tè nhưng mà lại không chịu liếm. Ok, đây ba cái mặt Siro đâu rồi, mặt Siro đâu, thôi không ấy nữa, mặt Siro đưa cái mặt ra màn hình cái này, đây ba cái mặt Siro và hai em lớn lên sẽ giống mẹ, hai đứa này lớn lên sẽ giống Siro này, còn đực thì cái đàn này đực con nào cũng rất là
ngầu đéo ướt người rồi đó, ướt cả mát nha. Thế nào gặm chân anh đấy à. Thế nào gặm chân anh đấy nhỉ. Cầm cho nó một cách chắc chắn thì chúng nó sẽ không có e ngại cái gì cả. Và tạo cái sự tin tưởng cho các bạn cho con từ bé, chúng nó sẽ không sợ. Thank you. And see you again.